Mến chào tất cả các em, rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Ở những bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ về các mùa, về thời tiết, về muôn thú, về sông biển. Bài học ngày hôm nay của chúng ta là bài mở rộng vốn từ, từ ngữ về cây cối, đặt và trả lời câu hỏi để làm gì, dấu chấm, dấu phẩy. Ở bài học này, các em sẽ mở rộng được vốn từ về cây cối. Ngoài ra, các em sẽ biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện lại cách dùng dấu chấm, dấu phẩy. Bài học này, các em sẽ theo dõi ở sách tiếng Việt trang 87 nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay có 3 hoạt động. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học qua hoạt động 1, mở rộng vốn từ, từ ngữ về cây cối. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 1, kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm. Ở đây cô có 5 nhóm cây. Nhóm cây thứ nhất, cây lương thực thực phẩm. Nhóm cây thứ hai, cây ăn quả. Nhóm cây thứ ba, cây lấy gỗ. Nhóm cây thứ tư, cây bóng mát. Nhóm cây thứ năm, cây hoa. Bây giờ các em hãy quan sát hình sau và cho cô biết đây là cây gì nào. À, đây là cây lúa. Hạt lúa đã chín vàng cả cánh đồng, chuẩn bị thu hoạch cho ra những hạt gạo thơm ngon, giúp chúng ta có cơm ăn hàng ngày đó các em. Như vậy, cây lúa thuộc nhóm cây lương thực thực phẩm. Còn đây là cây gì nào? Đây là cây cam. Người ta trồng cây cam để lấy quả, mà quả cam thì cung cấp rất nhiều vitamin C, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vậy cây cam thuộc nhóm cây ăn quả. Các em có biết cây này là cây gì không? Đây là cây xoan. Người ta trồng cây xoan để lấy gỗ. Gỗ dùng làm ra các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tủ, giường, bàn, ghế và còn nhiều vật dụng khác nữa đó các em. Như vậy, cây xoan thuộc nhóm cây lấy gỗ. Cây này là cây gì vậy các em? Chắc hẳn các em ai cũng biết đây là cây bàng. Người ta trồng cây bàng để có bóng mát trong sân trường hay vỉa hè công viên đúng không nào? Như vậy, cây bàng được xếp vào nhóm cây bóng mát. Các em hãy quan sát tiếp và cho cô biết đây là cây gì? Đây là cây hoa cúc. Người ta trồng hoa cúc để trang trí cho nhà cửa thêm xinh xắn. Hơn nữa, hoa cúc còn dùng làm trà để uống nữa đấy các em ạ. Như vậy, hoa cúc thuộc nhóm cây hoa. Bây giờ, các em hãy tìm thêm các loại cây mà mình biết theo nhóm nhé. Chắc hẳn vừa rồi các em đã tìm được rất nhiều loài cây theo nhóm đúng không nào? Bây giờ cô sẽ giới thiệu thêm cho các em một số loài cây nữa. Ở nhóm cây lương thực thực phẩm, không chỉ có cây lúa mà còn có cây bắp. Cây bắp cung cấp rất nhiều tinh bột cho cơ thể. Ngoài ra còn có cây bắp cải, cây cà rốt, cây khoai môn, cây khoai lang, vân vân. Các em có thấy nhóm cây lương thực thực phẩm có quan trọng không nào? À, nhóm cây lương thực thực phẩm rất quan trọng vì nhờ nhóm cây này mang lại cho chúng ta thức ăn hàng ngày để nuôi cơ thể đó các em. Còn nhóm cây ăn quả, đây là cây chôm chôm. Cây chôm chôm cho ra loại quả rất gần gũi và quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Không chỉ có thế mà còn có cây sầu riêng, cây thanh long, cây xoài,
cây ổi, cây lê, cây mận. Tất cả các loại cây ăn quả đều mang đến cho chúng ta rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau và cần thiết cho cơ thể. Nhóm cây lấy gỗ. Đây là cây thông thuộc nhóm cây lấy gỗ. Ngoài cây thông ra còn có cây trò cũng thuộc nhóm cây lấy gỗ. Đây là cây mít. Cây mít vừa cho ta quả ăn rất ngon, vừa lấy được gỗ đó đấy các em. Còn có rất nhiều loại cây khác như cây lim, cây gõ, cây gụ. Nhóm cây lấy gỗ cũng rất quan trọng đúng không nào? Vì nhờ nhóm cây này, con người mới tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống con người. Tiếp theo là các loại cây thuộc nhóm cây bóng mát. Đây là cây phượng. Cây này còn có một tên gọi khác là cây hoa học trò. Vì cây không chỉ đem lại bóng mát, mà mỗi khi hoa phượng nở, lại báo hiệu một năm học sắp kết thúc, chào đón một mùa hè thật vui. Còn đây là cây đa. Cây đa hầu như được trồng ở đầu làng, sân chùa hay đền thờ đó các em. Còn có nhiều loại cây khác như cây bằng lăng, cây si, cây xà cừ. Nhóm cây bóng mát này đem đến cho chúng ta sự mát dịu, xua đi cái nắng vào buổi trưa đó các em. Còn nhóm cây hoa, không chỉ có cây hoa cúc vàng tươi mà còn có hoa hướng dương, hoa sen, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa lan, hoa huệ và rất nhiều loại cây hoa khác. Nhóm cây hoa này đều mang lại những vẻ đẹp khác nhau, làm cảnh vật xung quanh thêm tươi vui, đẹp mắt. Các em thấy, năm nhóm cây này đều mang lại lợi ích cho con người. Thế thì chúng ta có cần phải bảo vệ nó không nào? À, chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc các loài cây thật tốt nhé. Vì cây xanh không chỉ giúp không gian thêm đẹp mà còn giảm môi trường nữa đấy. Với bài tập 1 đã giúp các em có thêm nhiều từ ngữ về cây cối. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang hoạt động 2, đặt và trả lời câu hỏi để làm gì. Cô và các em cùng nhau đọc bài 2 nào. Dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi đáp theo mẫu sau. Cô có ví dụ 1. Người ta trồng cây cam để làm gì? Đây là câu hỏi với cụm từ để làm gì. Muốn trả lời được câu hỏi này, ta phải biết đến mục đích công việc của người trồng cây cam. Như vậy, người ta trồng cây cam để ăn quả. Cụm từ để ăn quả sẽ trả lời cho cụm từ để làm gì. Tương tự, cô có ví dụ 2. Người ta trồng lúa để làm gì? Cô mời các em hãy trả lời. À, người ta trồng lúa để có gạo ăn. Như vậy, các em đã nắm được cách đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì. Muốn đặt và trả lời được câu hỏi với cụm từ để làm gì, ta phải xác định được mục đích muốn nói đến. Chúng ta cùng tiếp tục bài học với hoạt động 3, ôn luyện lại dấu chấm, dấu phẩy. Trước khi vào bài tập 3, các em hãy nhắc lại cho cô biết khi nào ta dùng dấu chấm, khi nào ta dùng dấu phẩy. À, dấu chấm dùng khi kết thúc câu kể lại sự việc, diễn đạt một ý trọn vẹn. Dấu phẩy dùng để tách các bộ phận của câu. Các em hãy cùng cô đọc bài 3 nhé. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Chiều qua, Lan nhận được thư bố. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư. Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn, để khi bố về, bố con mình có cam ngọt ăn nhé. Bây giờ các em hãy điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống nào. Các em hãy cùng cô kiểm tra lại nhé. Chiều qua, Lan nhận được thư bố. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư.
Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về, bố con mình có cam ngọt ăn nhé. Bây giờ các em đã dần nhận thấy đoạn văn là lời dặn dò của bố đối với hai chị em về việc chăm sóc cây cam ở vườn đúng không nào? Bài tập vừa rồi cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các em hãy xem lại bài vừa học và làm lại các bài tập nhé. Cô mến chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.